Nhìn cái xây này, cái khung sườn này. 16 triệu 5, chỉ cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu nha các bác. Còn chiến khoán đủ thì em bớt 200, còn 16 triệu 3, bao ship tặng nơi được tặng kèm một bộ dây ba lăng, trị giá là 250.000, dây bãi Nhật xịn can red đấy. Bác nào không lấy dây thì trừ tiền ra, vậy thôi. Còn em bán là kìm theo. Kìm theo để các bác có dây tốt mà xài, còn không lấy dây thì mình cứ trừ tiền ra thôi. Thì còn dây nó cũng có mua bằng tiền chứ không phải là ba dây chợ khuyến mãi theo làm gì đâu các bác. Ba dây chợ 3-4-50 ngàn mà không có xài dây đó các bác. Đây là trạm loa nha, trạm loa mức ke 1800W nha các bác. Con này series là 001 này các bác. Made in USA 120V, các bác cắm 110-120 nha. Cái 100V là hơi yếu đó, cắm 110 hoặc là 120. Đường tín hiệu vào là có 6 ly và 3 lăng nha. 6 ly và 3 lăng này. Còn cái đây không phải cắm mà cắm 6 ly là cắm luôn vào đây. Hay là 3 lăng cũng cắm thẳng vào đây luôn nha. Cực đẹp nha các bác, dây nguồn zin theo máy này. Có thay đồ mới này. Rồi em mở cái nắp lên để các bác cùng xem nội thất bên trong. Hàng về chưa khui luôn, chưa khui cái nắp luôn. Vì nó quá mới nha các bác. Tất cả hoàn hảo hết nha các bác. Chỉ việc là cắm đúng điện và các bác sở hữu thôi. Kiếm một con vang và con năng tiếng nữa là các bác đã có một bộ nghi nhạc và hát karaoke gia đình. Kiếm với boss. Đối với con này các bác chơi hai cặp boss 601, 701, 10.2 vân vân, 501. Còn 301 series 3 chỉ 3-4 cặp vô tư. Đây em mời các bác cùng xem độ đẹp của con boss 1008 nha. Này các bác, đây là phần lọc điện của con boss được trang bị luôn nha các bác. Nó trang bị lọc điện luôn, các bác nhìn độ mới này. Các bác nhanh tay sở hữu và sưu tầm em nói nha. Giá rất tốt nha các bác, 16.500.000. Chuyên khoản đủ thì còn có 16.3 thôi, vẫn bao ship tận nơi. Thì khi các bác mua con này chỉ có 16 triệu thôi nha. Em nói thì chạy 32 sò nha. 2 4 6 7. Ở đây 2 4 6 7 14 28 con các bác. Còn hay nó sử dụng bằng ốc nha bác. Ốc mới long lanh luôn nha. Hàng sưu tầm, hàng mạng về thì có cái rồi, nó mới quá mới luôn. Em có điện thoại một tí nha. Thì thôi, video đến đây là kết thúc. Bắt đầu lấy liên hệ cho em nha. Boss 1008 xe đi 6, giá 16.500.000, một con duy nhất. Và mở ra thổi bụi nha, không có bụi mà để thổi đâu. Đây. Bản sò sắt nha. Có thấy sò này không? Sò là sò 9090DB nha. Tổng em nói là 2 4 5. Một vé là 20 con, đối xứng nhau phía dưới nữa nha các bác. Có nghĩa là 40 con sò Toshiba chữ đỏ nha. Sexy này, còn 7 màu luôn này các bác. Đây 7 màu. Mới ken, tao cua xuyến boss 4 từ lục nguồn. Cực đẹp nha. Một con duy nhất với giá cực kỳ tốt tại em Chiến đấu giá về. Giá là 17.700.000 nha, bao gồm phí ship rồi nha. Chuyên khoản đủ tính 17 năm nha các bác. Cứ chuyên khoản đủ là em bớt 200.000 trực tiếp vào luôn, khỏi tốn tiền phí thu hộ, nên là em bớt 200 cho các bác là còn 17.700.000 nha. À xin lỗi các bác, 17.500.000 là chuyên khoản đủ nha. Còn 17.7 là cọc tiền, cọc thì khoảng 2 triệu nha. Các bác sơ một con boss 600R hàng sưu tầm. Rất đẹp. Em này chơi hai cặp boss là sướng lắm nha các bác. Hai dòng 4 kênh, có 24 volume, cần chỉnh cho 4 loa nè. Điện 110 nhá. Máy rất đẹp nha. Nắp niếc rồi đẹp keng hết đấy. Này, các bác nhìn này. Ốc sò này còn sexy 7 màu luôn nha. Cái độ mới của nó thì khó bàn luôn. Đấy. Nhìn cái xây này, cái khung sườn này các bác. Nó còn màu đồng 7 màu luôn. Đây là tăng phô xuyến. Đúng chất hàng sưu tầm, bên em chuyên hàng sưu tầm làm cho các bác nha. À, phía sau thì nó có đường tín hiệu vào là một bông sen này, hoặc là ba lăng. Nếu có xà ba lăng thì mình gạt lên này. U ba lăng là gạt AV gạt lên, còn xà ba lăng gạt xuống này. Đấy. Thường thường các bác xà AV, nó có tiền AV mình xà AV luôn. Còn ghép vang thì mình chơi ba lăng cho nó sướng, nó khỏi lỏng lẻo. Ba lăng vô cắm nó cứ ngóc. Đây là 200 loa 200 loa này quá. Rồi, sau đó em biết chưa đi vào phòng kia đâu. Mới việc thổi lật que luôn cho các bác cùng xem.